Chào mừng các bạn đến với blog rubo.com. Và trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái override template. Thì hôm nay ta sẽ tìm hiểu về cái override template của HTML và của template của một cái node. Thì đầu tiên thì xin hướng dẫn các bạn về một số module. Thì module hỗ trợ cho việc phát triển Ruby đó là module Devel. Module này giúp chúng ta có thể debug được nhanh hơn, và chúng ta có thể xem được các object, các array. Ví dụ như là trong một cái node này, đây trong một cái node này thì ta muốn biết nó có những cái phần tử gì, có những cái field gì, ta sẽ có thể vào cái devel này để xem. Ví dụ như ở đây có một cái object, thì trong cái object này thì nó sẽ có các cái field như là body, hình, category, edit, video, NID, user ID, VID. VID này là gì không biết nữa. Title, comment. Thì đây là cái module để giúp rất nhiều cho người phát triển Ruby. Thì bây giờ các bạn có thể cài, và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn là một cái tab như thế này. Thì cái này nó rất là đơn giản, bạn chỉ cần cài module là with tab. Đây là module with tab. Thì bạn cài module này vào, thì sau đó thì mình chỉ cần viết thôi. Thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cái override template của HTML. Thì bây giờ ta sẽ vào cái phần source của chúng ta, và ta sẽ vào phần module system, và ta sẽ copy phần html.tbl.php này qua cái template, qua cái theme của chúng ta là block global. Đây ta sẽ mở nó lên ha. Thì đây là một số cái variable mà cái template này sẽ hỗ trợ cho chúng ta, đó là CSS, language, hay là head title, array head title, script. Thì trong đây nó giúp chúng ta những gì? Thì đó là có thể nó giúp chúng ta custom được cái HTML này custom được cái thẻ head, custom nói chung là vân vân cái class của body. Và sau khi ta copy rồi thì ta có thể vào cái performance để click add. Click add này lâu quá nhỉ. Vâng, và click add xong rồi. Thì để biết được là nó đã chạy cái file của mình chưa thì ta có thể là ta sử dụng cái hàm sumo. Đây là hàm của cái module devel mà tôi hướng dẫn các bạn cài mới nãy. Ví dụ như là
script này đi. Thì ta sẽ xem trong cái script này nó có cái gì. Ta sẽ dùng cái hàm chmod và bỏ cái biến nó vào. Đây thì nó đã hiện ra là nguyên một đống HTML. Thì ở trên này, ví dụ như ở trên này nó có một cái language, ta sẽ xem cái language đó nó có chứa những cái gì trong trọng. Đây thì language nó là Việt Nam. Đó là cách để sử dụng cái module devel, sử dụng cái chmod. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn các bạn có thể custom được cái phần nội dung của cái của một cái node. Ở đây tôi sẽ đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn, tôi sẽ sử dụng cái phần phần manage display của một cái content type. Ở đây là content type article, thì tôi sẽ vào manage display của cái article và sau đó ta sẽ có thể sắp xếp những cái field này hoặc là cho nó ẩn đi, vân vân. Thì đây là một cái bài viết article. Bây giờ tôi sẽ sắp xếp lại là ví dụ như là phần body này nó sẽ nằm ở dưới cái phần video. Thì ta sẽ vào trong cái manage display, ta sẽ kéo nó xuống. Và ví dụ như là ta có thể ẩn cái edit này đi ha. Save. Các bạn thấy nó chưa có hiện cái thông báo save thành công thì bạn ấn save một lần nữa. Vì đây có thể là nó bị lỗi server rip hay gì đó mà nó đã save rồi. Thì đây mà bây giờ nó đã sắp xếp rồi. Phần này ở dưới, phần body ở dưới, phần video. Và tôi sẽ sắp xếp nó lại. Và cái phần comment này có thể là mình sẽ ẩn nó đi, mình sẽ không cho người ta comment cũng được. Comment setting close. Ta sẽ sửa cái node này, ta cho cái comment này nó là close. Đó, thì nó đã mất cái comment rồi. Thì bây giờ ta sẽ override cái template là node.tbl.php. Các bạn vào cái sụt của chúng ta và sau và vào cái module thư mục node, ta copy cái phần node này bỏ vào trong cái site on theme block Google template và ta sẽ mở nó lên. Thì nó đây là một số cái biến ta có thể sử dụng ở trong cái node.tbl.php này. Và ở trong đây thì ta sẽ có thể custom lại cái template này, ví dụ như là thêm một cái class cho cái div ở div này, hoặc là bỏ cái id này đi, hoặc là vân vân. Thì tôi sẽ click it lại và để xem
cái nốt này nó có chứa những cái trường gì thì ta sẽ vào, ta sẽ dùng rumo nốt. Đây, node này nó sẽ chứa những cái này ta có thể sử dụng được. Node type, body, image. Ở đây ta sẽ có thể xuất ra đây một cái dòng chữ. Tôi sẽ xuất ra đây là node chỗ type, thì type này nó sẽ là article. Đây, nó đã có article này rồi, nó đã xuất ra rồi. Ta sẽ có thể là cho nó vào đây, ta sẽ làm một cái class. Đó, thì bây giờ cái div này nó sẽ có một cái thêm một cái class nữa, đó là custom class article. Hay custom class article thì việc này giúp ích gì được cho ta, đó là có thể là tới một lúc nào đó thì cái yêu cầu của cái việc tạo web này nó sẽ cần phải add thêm một cái class nữa vào trong div này, hoặc là trong div này thì ta sẽ phải sử dụng cái node.tbl.php. Ở đây thì ta còn có thể custom được cái field. Ví dụ như tôi sẽ bỏ cái phần content này đi, thì ở đây nó sẽ mất hết. Và có thể ta sẽ in ra cái phần body. Đây, phần body, hoặc là in ra phần view gì ta, view video. View video này là cái là tên view ở trong content type. Đây, view video thì nó sẽ xuất ra đây. Và đây là phần comment, thì hồi nãy ta đã set set up là close cái comment lại rồi, cho nên nó không có hiện ở đây nữa. Thì hiện nay thì ở có rất là nhiều site nó sử dụng cái Facebook comment để nó comment. Có thể là tôi sẽ hướng dẫn các bạn bỏ cái Facebook comment vào đây ha. Thì đầu tiên ta sẽ vào cái trang developer.facebook.com, ta sẽ search cái comment. Comment box. Đây, và sẽ get code. Nó kêu là mình thêm cái SDK này vào trong cái thẻ body. Copy phần này bỏ vào phần HTML hồi nãy.
in Facebook SDK, bỏ vào đây. Và ta đã bỏ cái, ta đã include cái thư viện của Facebook rồi. Tiếp theo là dán cái code này vào, dán vào đây. À, cái ta sẽ xem đó, nó đã có cái phần Facebook comment. Thì những cái comment này là không phải thuộc cái đường link của chúng ta. Thì ở đây tôi sẽ đổi cái URL này lại, đó là ring server get bat alias của NodeSuite chấm với lại Node chỗ đến NID. Và ta sẽ refresh. Đấy, thì cái phần này nó đã đổi rồi, thì bây giờ ta có thể comment ở trên đây. Nhưng mà nó có một cái warning, đó là cái đường link này là không có thể kết nối được. Thì do tôi đang sử dụng trên localhost, tức là trên máy tôi, cho nên là nó không có kết nối được. Thì sau này ta up cái website này lên trên một cái host public thì nó sẽ Facebook nó sẽ kết nối được. Và còn một cái nữa, đó là phần app ID. Thì cái app ID này ta sẽ tạo ở trên đây, có một cái app ID thì ta sẽ lấy nó ở đây. Sau khi tạo một cái app xong, ta sẽ lấy nó ở đây. Vâng, và ta sau khi lấy được cái app ID thì ta sẽ replay cái phần này, replay cái dòng chữ này lại thành cái app ID của chúng ta. Và rồi bây giờ ta sẽ tới với cái cái gì ta, cái tab. Quick tab thì hồi nãy tôi đã cài rồi, và ta sẽ config nó. Ở đây nó sẽ cho ta add quick tab instance. Nó sẽ add một cái quick tab instance. Đây là title, tức là tên của quick tab, thì ta sẽ đây là demo. Đây là render with tab, hay là accordion, hay là chọn style của with tab. Hồi nữa tôi sẽ sử dụng, ta sẽ sử dụng Ajax hay là không. Thì ở đây
chúng ta có cái table, ta sẽ chọn cái phần tab. Ví dụ như đây là tab title là gì đó, một cái new new post, thì đây là cái title của tab thứ nhất, đó là new post. Thì tôi sẽ chọn view. View này ta sẽ tạo view, hoặc là ta tạo block, hoặc là nó có thể sử dụng một cái node nữa. Đây tôi chọn một cái view, đó là new article. Tôi sẽ sử dụng cái view đầu tiên, view này, new article. Đây, new article. Và tab thứ hai là gì ta? Demo. Thì ta sẽ chọn một cái block, và này là block quảng cáo. Bây giờ sẽ save lại, và nó đã tạo ra một cái web tab demo. Thì sau khi add xong thì ta sẽ vào phần block. Ta sẽ tìm cái web tab, đây là web tab demo, thì config nó và cho nó ở size 3, save. Sau đây mình sẽ refresh lại trang này, và đây là cái quick tab. Demo new boss, demo new boss. Ok, và ta có thể ẩn cái header của một cái block bằng cách là ta edit cái block đó và điền vào đây là none. Save lại thì nó sẽ có một cái with tab. Ta sẽ edit lại cái with tab này và chọn cái style khác. Edit style nó là thử cái arrow và asset. Đây là demo, thì sau khi ta chọn cái asset thì nó đã có một cái load, đó là ví dụ như ta bấm vào demo thì nó sẽ load cái demo, nhưng mà nó không không có load lên lên luôn, mà nó sẽ request sau khi ta bấm vào cái demo nó mới request. Ok, và như vậy là ta đã làm được một cái quick tab rất là nhanh. Thì sau đó ta có thể style lại cái quick tab này theo cái kiểu của chúng ta, theo cái kiểu của yêu cầu. Ủa, sao ở đây có cái comment luôn rồi. Kỳ vậy. Chắc có lẽ là do ở đây. Đây chúng ta thiếu một cái, nó là ta sẽ sử dụng if. Nếu mà nó là bay thì
ta, nếu mà nó nếu mà trang hiện tại đang là một trang node thì nó sẽ hiện ra cái comment. Ok, mà ở đây nó đang có cái comment thì tôi sẽ tắt đi. Ở ngoài sao vậy? Ở đây là do tôi đã gắn cái trang chủ này vào một cái node rồi. Tôi đã gắn cái from page này vào một cái node rồi thì ở đây ta sẽ có thể sử dụng một cái biến nữa, một cái biến nữa đâu rồi? Đây, ifrom thì nếu mà nó khác. Nếu mà nó khác trang chủ thì ta sẽ xuất ra ra. Đấy, và nó đã mất rồi. Ok, vậy là ta đã làm xong một số phần. Thì ở đây nó hình ảnh nó bị to quá, ta sẽ có thể sử dụng cái CSS để kéo nhỏ nó lại vào thêm CSS style, thêm vào đây một số CSS. Đây là field name body, thì with nó đã làm gọn trong một cái khung, trong cái phần content. Vâng, thì đến đây ta đã biết được cách tạo ra with tab và override template của một cái node, override template của HTML, và có thể tạo được một cái comment của Facebook. Thì sau đây tôi xin dừng cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.